Thật không ngờ, bọn Kai mang siêu vũ khí và sở Pickerman Man lại mạnh đến như vậy. Lúc đầu, ta còn định nương tay bọn chúng, nhưng mà càng đánh, càng thua. Trời ơi, tôi tưởng bạn thế nào, còn chạy nhanh hơn cả bọn tôi. Thế này mà đó là vị anh hùng siêu vũ trụ đây. Nhà khoa học, mấy cái tên đến từ vũ trụ này, phế vật lắm, vẫn không đánh được bọn Kai mang siêu vũ khí đâu. Bây giờ, ta phải tạo ra những quái vật mới được, chứ không trông chờ được mấy cái tên đến từ vũ trụ khác. Các người dám khinh thường bọn ta ư? Tại sao bọn ta lại không dám khinh thường các người? Bồm thì nói mạnh lắm, nhưng mà chạy nhanh hơn của chúng ta. Các người được lắm. Bây giờ ta sẽ gọi người anh em cùng cha khác ông nội ta đến, cho các người sáng mắt ra. Người anh em cùng cha khác ông nội của ta đã phát ra tín hiệu cầu cứu ta. Ta phải đến đó mới được. Hành tinh 68, ta tới đây. Đĩa bay của ta đâu? Mau tới đây. Ta cần tới hành tinh 68 giúp đỡ những người anh em của ta. Trái đất, ta tới đây. Bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại thành phố sao mạc để đón người anh em của ta thôi. Rốt cuộc là người anh em của ngươi có đến không? Chứ chúng ta chờ hơi lâu rồi đấy. Hay là người anh em của ngươi sợ cái bọn cameraman rồi, không dám đến nữa? Chứ ta đứng ở đây từ lẽ giờ cát bay bụi hết cả mắt rồi. Các người cứ bình tĩnh, hành tinh của ta rất xa, phải đi rất lâu mới đến được đây. Tên TV màu xanh kia, người nói gì? Ta mà sợ bọn cameraman siêu vũ khí ư? Ta tới rồi đây. Wow, trông anh ý thật là xịn sò, không như con G-Man cấp 1, trông thật là cùi bắp. Ta hỏi ý không phải, người cứ lộn cổ như vậy, người có mỏi không? Ta lộn cổ, cho ngầu có được không? Thôi, mọi người đừng tranh cãi nữa, mọi người như anh ý kìa, anh ý vô cùng là xịn sò luôn. Anh ý mỗi bên có 2 khẩu súng, mỗi khẩu súng có 7 lòng luôn. Và ở giữa, anh ý có 4 khẩu súng. Wow, vô cùng là xịn sò, áo giáp của anh ý khắp cái bồn cầu luôn. Chưa hết, ở trên vai anh ý còn trang bị rất nhiều đại bác nữa. Đằng sau, anh ý còn lắp thêm mấy công phản lực bay cho nó nhanh kìa. Đúng là công nghệ ngoài vũ trụ khác, vô cùng là xịn sò luôn. Có tên nào dám đứng ra solo với người anh em cùng cha khác ông nội của ta không? Cũng được, để cho chắc chắn là cái tên này mạnh, ta muốn solo với hắn, xem hắn ta có mạnh không. Ta nghĩ không cần solo đâu, các người lên hết đây. Một mình ta chấp hết. Cái tên người ngoài hành tinh củ nghẹo này cũng to mồm đấy, nhưng mà tự tin, ta thích, ta cũng muốn solo với hắn ta. Để ta xem cái tên G-Man ngoài vũ trụ này có làm nên trò chống gì không nào. Anh em xông lên, bắn hắn ta đi, cho hắn ta bay lơ lửng như trời thế kia thì con tinh tinh màu vàng làm sao mà đánh được hắn ta. TV màu xanh phản lực, nhà khoa học mau đánh cái tên ngoài vũ trụ đi để xem hắn ta có mạnh không nào. Wow, tên lửa hắn ta bắn tinh tinh kìa. Wow, đạn pháo của hắn ta vô cùng lợi hại luôn. Đạn pháo của hắn ta cũng ghê gớm đấy. Hãy xem tia laser của ta đây, cho người chạy đâu, tia laser của ta vô cùng lợi hại đó. Cũng thường thôi, có gì mà lợi hại. Hãy xem những đạn pháo của ta bắn người đây. Hãy xem ta tiêu cho con tinh tinh đây. Ta sẽ tiêu cho con tinh tinh này trước. Con này phế vật quá, không bay được thì làm gì được ta. Con tinh tinh đã bị tiêu diệt rồi. Bây giờ ta sẽ tiêu diệt tên TV màu xanh này, chưa. Ta sẽ tiêu diệt cái con G-Man tia laser này, chưa. Này thì con TV màu xanh này ta bắn người, này thì con nhà khoa học này, chưa. Tiền nhà khoa học này to thật, nhưng mà hắn ta bị lỗi sao ấy. Hắn ta cứ đứng im cho ta bắn thôi, chưa. Bùm bùm, đâu nhà khoa học này máu trâu thế nhỉ, bắn mãi mà không bị tiêu diệt. Tên TV màu xanh bị tiêu diệt rồi. Bây giờ chỉ có tên nhà khoa học thôi, tên này chắc chắn bị lỗi rồi. Sau khi tiêu diệt camera xong, ta sẽ sửa chữa ông ý để cho ông ý lợi hại hơn. Các người đã thấy sự lợi hại của ta chưa? Giờ các người đã thấy người anh trai cùng cha khác ông nội của ta mạnh thế nào chưa? Các người đã sáng mắt ra chưa? Sức mạnh của anh ý thật là phi thường, tất cả chúng ta gộp lại cũng không đánh bại anh ý được. Thế này thì bọn cameraman và Sir Pickerman chỉ còn cái lịt thôi. Đâu, bọn Sir Pickerman, bọn cameraman là bọn nào? Các người mau dẫn ta tới đó. TV Girl, như vậy là em đã sửa chữa xong tất cả mọi người rồi ư? Vâng thưa anh, em đã sửa chữa tất cả mọi người rồi. Tuy còn một số người em vẫn chưa sửa được, nhưng anh em hầu như đã được hoàn thành. Em làm rất tốt. Bây giờ chúng ta sẽ chia nhau ra truy tìm cái bọn Sir Kibi Toilet. Tuy bọn chúng không còn mạnh như xưa nữa, nhưng bọn chúng có thể tạo ra những quái vật mới. Chúng ta phải tiêu diệt tận gốc bọn chúng, không cho bọn chúng có cơ hội đi sớm chiếm các thành phố khác. Em nghĩ bọn chúng bây giờ không dám ló mặt ra nữa đâu. Ló mặt ra là chúng ta tiêu diệt ngay. Hôm qua, tên trùm cuối G-Man và con nhà khoa học và cái tên người vũ trụ đã bị chúng em đánh cho chạy mất dép rồi. Chúng ta không thể là chủ quan được. Ta nghĩ bọn chúng sẽ gọi những người anh em ngoài vũ trụ để tấn công chúng ta đó. Ta cũng phải nghĩ cách liên lạc với những người anh em
cameraman ngoài vũ trụ để giúp đỡ chúng ta. Các ngươi sẽ không có cơ hội liên lạc với những người anh em cameraman ngoài vũ trụ đâu. Bởi vì hôm nay ta sẽ tiêu diệt hết các ngươi. Mọi người nhìn kia, bọn Sở Kỳ Bitoret, bọn chúng tấn công chúng ta. Cái gì? Bọn chúng vẫn còn dám tấn công chúng ta ư? Đúng vậy, hôm nay bọn chúng có quái vật mới kìa. Con Sở Kỳ Bitoret cờ man trùng cuối, nhưng trông hắn vô cùng là xịn sò. Nhìn quả súng của hắn trông chất lượng lắm. Hắn ta chắc chắn là người từ vũ trụ khác đến. Tại cái yên tâm, có từ vũ trụ khác đến thì chúng ta cũng sẽ tiêu diệt chúng thôi. Chúng ta không sợ đâu. Đúng vậy, có ba anh em chúng ta thì có ai đến chúng ta cũng sẽ tiêu diệt thôi. Anh em, sống lên tiêu diệt chúng đi. Các người được lắm, dám khinh thường bọn ta ư? Hôm nay sẽ là ngày tàn của các người. Anh em, sống lên tiêu diệt bọn chúng đi. Anh em camera Speakman, sống lên tiêu diệt cái tên ngoài vũ trụ đi. Hãy tiêu diệt hắn ta. Hắn ta lợi hại quá đại ca ơi. Hắn ta còn biết thả bom kìa. Hắn ta bắn đạn pháo vô cùng lợi hại luôn. Ôi, TV Gun cẩn thận, nó thả bom đã bị tiêu diệt đó. Ôi không, TV Gun bị hắn ta tiêu diệt rồi. Bây giờ hắn ta làm gì đây? Hắn ta chuẩn bị đánh nhau với cả anh. Người đầu điện thoại, cố lên nào. Tia laser của anh đầu điện thoại, cố lên. Chờ. Không ổn rồi, anh đầu điện thoại. Wow, nó bắn bom vào anh điện thoại kia. Anh ấy bị tiêu diệt rồi. Với sức mạnh của các người, bọn đòi tiêu diệt ta ư? Bây giờ, ta sẽ tiêu diệt hết các người. Các người lại đây. Này thì con Sir Pickerman này, này thì con cameraman này. Hãy xem ta thả bom vào người đây. Cho, ta bắn người, ta ném bom người. Tên nhà khoa học phế vật kia, tại sao người cứ bay vậy? Như một cái bao cát để bọn chúng đấm vậy. Thôi không sao, người làm bao cát cho ta bắn cũng được. Ta sẽ tiêu diệt hết mấy tên này cho. Ôi không, nhà khoa học bị bọn chúng đánh ngất rồi. Này thì con camera siêu vũ khí này, ta bắn hết, một mình ta chấp hết. Hãy xem tên lửa của ta đây, ta bắn người, ta thả bom vào người. Cho, các người đuổi theo ta ư? Không có cửa đâu. Anh camera ơi, tên này vừa bay vừa bắn khó chịu quá. Em sẽ tiêu diệt hắn ta. Cho, sẽ chém người. Người bay đi đâu? Người đứng lại cho ta. Cho, cố lên nào anh cameraman ơi. Tia sáng màu xanh của anh ý không làm gì được hắn ta kìa. Hắn ta đang thả bom vào anh. Cameraman, cố lên anh ơi. Cố đánh sớm Pickerman ơi. Tiêu diệt con ngoài vũ trụ này đi. Hắn ta khỏe quá. Mọi người ơi, với tình hình này là không ổn rồi. Nói con này nó quá khỏe. Súng ống và đạn pháo của hắn ta vô cùng lợi hại luôn. Chắc là chúng ta phải đi trước thôi. Chúng ta lên rời khỏi đây, bảo toàn lực lượng, rồi chúng ta sẽ quay lại tiêu diệt hắn ta sau. Đi thôi Sir Pickerman ơi, ta đi trước rồi đấy. Không được, em không chịu thua thế được. Em sẽ cầm thanh đao của em chém với con ngoài vũ trụ này. Cho, người bay đi đâu? Ta sẽ tiêu diệt các người. Cố lên nào anh Sir Pickerman siêu cấp. Tiêu diệt hắn ta đi. Hắn ta lợi hại quá, bị trúng rất nhiều đạn pháo chúng ta mà hắn ta không hề sao hết. Cố lên anh ơi, cố lên. Ôi không, anh Sir Pickerman, anh ấy cũng chạy rồi. Chắc là chúng ta thua mất. Ta phải chạy thôi, chứ không được bị tiêu diệt đó. Cái tên người ngoài vũ trụ kia, ta sẽ trả thù với sau. Bây giờ ta đi trước đây. Ta đi đây. Wow, quả tên lửa nó bay tới ta kia. Wow, ta chạy đây. Wow, lổ kia lổ đi, cứ lổ tung đi ta. Wow, anh Cameraman ơi, cứu em. Quả tên lửa của hắn ta lợi hại quá. Hắn ta đuổi em phải đi đây, em chạy đây. Chờ. Thật không ngờ sức mạnh của anh G-Man đến từ vũ trụ quá là khủng khiếp. Một mình cân ba bọn Cameraman và Sir Pickerman luôn. Ha, có ta ở đây thì cái vũ trụ này sẽ là của chúng ta. Chỉ hơi đáng tiếc là chúng ta đã để sống bọn chúng. Không sao, bọn chúng bây giờ không phải đối thủ ta đâu. Bọn chúng có quay lại thì ta cũng sẽ tiêu diệt thôi.